Xin chào tất cả mọi người. Rất vui khi mọi người đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người một cái trang web rất uy tín để mọi người tăng đăng ký, tăng giờ xem cho kênh của mình nha. Rất là uy tín nha mọi người. Chứ không phải là như những cái app mà chúng ta thường cài rồi nó bắt mình phải xem giờ xong rồi đã cuối cùng rồi kiếm được nhiều con thì mới được nhiều. Cái đó là súp ảo, súp chéo, đó là theo mình nhận định là nó ảo hết. Nhưng mà ảo không ảo gì thì bữa nay YouTube nó cũng quét sạch rồi đó. Mà mình thấy cái đó là hoàn toàn là ảo. Còn cái trang web này rất uy tín, tại vì cái trang web một ngày chỉ cho ta chỉ có 13 súp thôi, rồi qua 24 giờ sau mới được 13 súp nữa. Thành thử ra nếu một ngày mình trao cho người ta 10, mình đăng ký của người ta 13 súp thì đó, trang web sẽ trả lại mình 13 súp. Mà tất cả mọi cái gì là nó đều gửi về cái email của mình hết. Thành thử ra tôi thấy cái trang web này là, theo tôi, là cái trang web này là quá uy tín và chất lượng, chậm mà chắc nha mọi người. Và bây giờ mình xin mời tất cả mọi người cầm chiếc điện thoại lên cùng mình nhé. Ok. Rồi, bây giờ trên chiếc điện thoại ta vào gọi cho, ta mở nó lên. Rồi, mọi người kéo đến ba chấm ở trên này. Ta tích nó vào. Ta kéo xuống dưới, ta chọn dòng trang web cho máy tính. Ở đây mình đã chọn xong rồi. Ta tích nó ha. Ở đây mình đã chọn xong rồi. Rồi thì bây giờ mình thoát ra. Sau khi chọn xong rồi ta thoát ra. Ta vào YouTube. Ta mở nó lên. Lúc bây giờ trang web hiện ra trang YouTube giống như một cái máy tính để bàn đó mọi người thấy chưa? Bây giờ ta tích vào cái hình avatar của mình, hình đại diện của cái kênh YouTube mình đó, ta tích nó vào. Kéo xuống dưới, chọn đến mục cài đặt. Vào cài đặt. Xong đó, mọi người nhìn vào bên trái thấy cái chỗ quyền riêng tư, tích vào quyền riêng tư thì tại đây ta tích hai, ta tắt hai cái đó, ta tắt hai cái nhớ, mọi người nhớ là phải tắt hai cái này nha, không tắt là nó chạy là trang web nó sẽ báo về. Rồi bây giờ ta thoát nó ra. Rồi ta thoát nó ra xong. Nào. Bây giờ tao vào gọi chôm lại. Rồi mọi người nhập cho mình đây một cái từ. Đây. G này. Mọi người nhập cái từ này vô. Rồi đây súp chéo kênh YouTube. Ta tích nó vào. Rồi ở đây á, là đăng, ở đây là trang web của ta là phải đăng nhập hoặc đăng ký thì ta cũng tích nó vào dòng này luôn. Rồi tiếp đến ta vào YouTube đăng nhập. Đó, mọi người thấy YouTube đăng nhập nằm dưới này chưa? Ta tích nó vào luôn. Bây giờ trang web buộc ta là phải đăng nhập bằng Gmail, đúng không? Mày muốn mail thì mình, nó muốn mail thì mình cho nó mail luôn. Rồi mail cho nó luôn. Thì bây giờ ở đây á, mình chọn tài khoản. Tại vì tối chung là cái tài khoản bên YouTube của mình, tài khoản nào thì mình chọn tài khoản đó. Rồi ở đây tôi chọn Thủy Dương. Rồi bây giờ sau khi đăng nhập Gmail cho nó xong thì trang web sẽ đưa ta đến cái giao diện như vậy. Ở đây có ba gạch ở đây, mọi người thấy chưa? Ba gạch đây, ta tích nó vào. Rồi ở đây mọi người thấy không? Kiếm kênh đăng ký, kiếm giờ xem, có dịch vụ, cái này mình tham khảo sao, cái này mọi người tham khảo sao nha. Rồi bây giờ á, ở đây mình kích vào kênh YouTube. Đó. Rồi. Các bạn mở kênh YouTube của các bạn lên. Đó, ta tích vào kênh YouTube. Rồi, tại cái hình đại diện avatar này ha. Mọi người kích vào. Chọn kênh của bạn. Xong, tiếp đến ta vào cái ba chấm ở đây. Đó, ba chấm trên cùng đây. Ta tích nó vào. Rồi, ta chọn đến mục chia sẻ. Rồi, ở đây có sao chép đường liên kết. Đúng chưa? Sao chép đường liên kết này. Rồi, ta tích nó vào sao chép đường liên kết. Tiếp đến, ta sẽ dán nó vào đây. Đó, ta dán nó vào đây xong. Sau khi ta dán vào đây xong là ta go. Tại vì ở đây, á, mình đã dán rồi, bây giờ dán nữa là nó báo lỗi. Các bạn chưa dán thì các bạn dán nó vào đây. Đã dán nó vào đây. Dán xong là các bạn go luôn nha. Đã dán xong là go. Rồi. À,
Thì bây giờ ở đây là mình đã dán xong rồi. Thì bây giờ mình gô trước, còn các bạn dán sau, các bạn gô sau nha. Rồi xong rồi mình quay ra, mình vào ba gạch. Rồi mình không kiếm giờ xem, mình chọn kiếm kênh đăng ký. Bây giờ mình nói kiếm cái kênh đăng ký trước. Ta tích vào kênh đăng ký. Đó, thì như mình cũng đã nói tại đây này. Trang web cho ta một ngày 13 sub. Nào. 13 để đăng ký 13 kênh đó. Nhưng mà cái số dư của mình ở đây là tôi chạy đã được 12 kênh rồi. Trước khi mà chia sẻ cho mọi người, tôi đã chạy được 12 kênh rồi, chỉ còn lại có một kênh. Đó. Mọi người thấy chưa, cái số dư, còn cái số kênh còn lại được phép đăng ký. Đó. Số này số dư của mình, số kênh còn lại được phép đăng ký. Ta kéo xuống dưới. Rồi ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình á, là đăng ký cho cái kênh này, nếu thích đăng ký cho kênh này thì mình thích vào đăng ký. Còn mình không thích đăng ký thì mình bấm bỏ qua, ví dụ như bỏ qua. Để mình chọn kênh khác. Rồi. Thì ở đây tôi chọn cái, ở đây á, là ta chọn cái kênh đăng ký này. Thì ta bấm nó vào, tích nó vào. Rồi ở đây. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn đó, một email. Đó. Thì nếu mình đồng ý. Thì là trang web sẽ gửi email về cho mình. Nha. Trang web này nó rất uy tín nhưng mọi người, sao không phải như những cái trang web ship, cái tool mà ship cho cái app ship chéo cài tầm bậy tầm bạ, rồi vô nó chạy tùm lum la. Bây giờ ta đồng ý cho nó. Bây giờ trang web đang đang gửi Gmail về đó. Đó. Rồi xong. Ở đây mọi người thấy chưa? 230 mấy giây, có nghĩa là đồng thời nó gần 4 phút. Đó. Rồi. Bây giờ cứ để cho nó chạy. Mở Gmail của mình lên. Đó, hồi nãy mình đăng ký cho cái trang này. Thì bây giờ đó, trang web sẽ gửi Gmail, gửi cái đường link của cái kênh đó về đây, ta tích nó vào. Rồi mọi người kéo xuống dưới giúp mình, kéo xuống. Đây cái đường link nó đây. Cái đường link video của người ta là đây. Rồi bây giờ mình tích nó vào để mình xem video và mình làm thủ tục. Ta tích nó vào. Rồi, bây giờ ta tích nó vào, ta xem video. Rồi mọi người làm theo như mình, tích vào một bước, bước thứ hai ta tích vào đăng ký, bước thứ ba ta nhấn tắt bớt âm thanh đó ra. Giờ ở đây mình muốn ghi sao cũng được, mình muốn bình luận sao cũng chả sao, nhưng mà mình ghi sao cho cái có cái tình cảm một tí xíu vậy thôi. Chẳng hạn ví dụ ở đây là cái trang web này ta nói muốn nói về game, thì mình ở đây là mình ghi là game này hay quá đi. Rồi sau khi ta bình luận cho xong, ta tích vào, ta tích vào dấu, ta chọn bình luận luôn. Đó. Rồi sau khi ta làm thủ tục xong, ta quay ra lại trang web đó. Đây, mọi người thấy bây giờ nó còn đó. Tại trong cái thời gian nãy giờ mình thao tác thủ tục đó thì nó còn xuống lại là 70 mấy giây, nhưng nói chung là còn hơn một phút. Rồi mọi người chờ tí xíu nha, sau khi cái số phút này á, mà nó đến đủ á, thì cái dòng màu xanh này nó sẽ lên đậm. Ta tích vào nó, ta đăng ký luôn. Trang web này nói với mọi người là nó rất uy tín nha mọi người. Rất uy tín, phải nói thẳng là rất uy tín. Nó phải, nó rồi, để mình xong cái này mình mở những cái Gmail mà nó gửi về cho mình xem. Nó nói chung là tất cả những cái gì là nó đều gửi về mail mình hết. Chứ không phải như những cái app mà mọi người cài lên rồi chứ bấm lên rồi chút xa rồi kiếm con này kia nọ. YouTube bữa nay là nó quét sạch đầu hết, không còn gì hết. Đó là những cái ảo, còn cái ở đây trang web này là sub thật, view thật. Nói chung chậm mà chắc. Thì cái trang web này á là nó chỉ cho ta là một ngày
chỉ có 13 súp là mình, mà nếu mình đăng ký đủ 13 súp thì mình lại lấy lại 13 súp nha. Rồi để nó chạy hết rồi là mình đó, sau khi nó chạy xong thì ta tích vào ta đăng ký. Đó, lúc bây giờ là trang web đang xác nhận mình đã xem video và đăng ký chưa đó. Đó, trang web đang xác nhận nha mọi người. Đó. Rồi sau khi trang web xác nhận xong, đó mọi người thấy chưa? Thì hồi nãy của mình á là 12 rồi đúng không? Chỉ còn một cái nữa là 13. Thì sau khi mà mình đủ 13 rồi á thì mình nhấn vào đây. Đúng không? Nhấn vào đây. Đó. Để mình kích hoạt cái này cho nó. Đó, thì ta vào ba chấm đây. Ta vào kích hoạt. Đó. Ta kéo xuống dưới. Đó, mọi người thấy không? Ở đây có kích hoạt. À, ta kích hoạt lên cho nó. Đúng chưa? Đó. Rồi ta nhấn vào kích hoạt. Rồi. Ở đây á, tại sao mà trang web để là mình là vui lòng chọn à, cái này thì mình nói sao, thì bây giờ ta tích vào đó, chọn cho cái kênh mình đang chạy lại kênh Thủy Dương đúng không mọi người, nhưng mà mình không có kích cho cái kênh Thủy Dương, tại cái kênh Thủy Dương lại là kênh phụ đó, kênh chính của mình là cái kênh này ví dụ đi ha, ta chọn cái kênh này đó, ta chọn kênh này ví dụ như mọi người muốn kích hoạt cho kênh Thủy Dương thì mọi người chọn kênh Thủy Dương nha. Mọi người muốn thích, nói chung là mọi người muốn thích cái kênh nào thì mọi người chọn kênh đó. Đó, thì bây giờ ở đây tôi chọn cái kênh đó, rồi ta kích hoạt nó lên. Rồi, đã kích hoạt xong. Rồi bây giờ để mình mở cho mọi người xem những cái Gmail của trang web nha. Đây. Đó, mọi người thấy chưa? Kế hoạch tăng giờ xem kênh. Nè, đó mọi người thấy chưa? Kế hoạch tăng giờ xem kênh của bạn có ID 227080 đã hoàn thành. Đó, thấy chưa? Mọi người. Đó, mọi người thấy không? Tất cả những gì là nó đều gửi về email của mình hết. Đó, mọi người thấy chưa? Đang nói chung cái trang web này là nó rất uy tín nha mọi người. Rồi xong ta thoát ra. Rồi bây giờ mình nói đến với mọi người là tại sao hồi nãy mình có cái bản vui lòng chọn, vì cái trang web này cho ta một ngày chỉ có 13 kênh. Nè, mình chỉ sắp được 13 kênh, mà thành thử ra mỗi kênh như vậy thì chỉ được một tài khoản, nhưng mà trang web cho ta là nhiều tài khoản, à, cho ta đăng nhập nhiều tài khoản để sub cho một kênh đó, thì thành thử ra ví dụ đây mọi người thấy không, tôi chạy hồi nãy là tôi chạy cái kênh của đó, tôi chạy là cái kênh của Thủy Dương mà tôi sub cho cái kênh của Hoàng Dũng đây đó, mọi người thấy không đó, thì thấy chưa, thì bây giờ nếu mình muốn sub cho cái kênh nào, mình muốn lấy cái giờ xem cái kênh đăng ký, mình muốn sub cho cái kênh nào thì mọi người lấy cái đường link của cái trang đó. À, dán vào đây là vô không? Đó. Thì ví dụ như mọi người đang ở bây giờ đang ở trong cái tài khoản của là Thủy Dương đúng không? Đây. Mọi người bấm vào cái kênh YouTube của Thủy Dương. Đó. Thì rồi xong. Mọi người lấy cái đường link đúng không? Ví dụ chẳng hạn ví dụ ở đây là tại cái ở Hoàng Dũng này là mình đã đưa nó vào xong. Đúng không? Thì ví dụ như mọi người lấy cái đường link của cái kênh chính sắp cho kênh nào thì mọi người lấy cái đường link của kênh đó, mọi người đưa vào đây thì nó sẽ vào đây. À, thì thành thử ra là nó thành thử hồi nãy nó mới có cái bảng này, nó có cái bảng mà vui lòng chọn đó đó. Đó, thế thôi. Tại vì thành thử ra các bạn phải tạo nhiều tài khoản, các bạn phải tạo nhiều tài khoản để sub cho một kênh. Nè. Có nghĩa là bây giờ mình cái kênh chính của mình đã mình tạo nhiều tài khoản phụ sub cho một kênh chính, đó là vậy thôi. À, còn cái việc kiếm giờ xem này thì đây ta thích vào kiếm giờ xem, thì ở đây ta kiếm giờ xem với nó, nhưng mà kiếm giờ xem ở đây thì nếu chung thì các bạn đừng có nên chạy đó, tại vì mình là chỉ có mỗi máy điện thoại mà mình xem đó là phải 3 giờ, à nó mới trả lại 3 giờ đó, đương nhiên là chỉ để
chơi cái này chỉ cho mấy người mấy bạn không có máy tính thôi, nhưng mà theo tôi á, thì nếu mà đã làm YouTube thì mọi người phải sử dụng cho mình thêm một cái chiếc máy vi tính, phải đầu tư cho mình thêm chiếc máy vi tính đó. Ví dụ như ở đây đây ở đây đó, trên máy vi tính thì mình mở được nhiều tab lên, thấy không? Đây chẳng hạn như trên máy vi tính nè, đã tôi mở rất là nhiều tab, mọi người thấy không? À, thì mọi người cũng biết là chạy nó là 3 giờ, nhưng mà mở nhiều tab thì nó sẽ rút gọn lại. Đây tôi chạy chừng 10 phút xong là xong 3 giờ. Cái này mọi người cũng không cần đòi hỏi máy tính cấu hình cao. Đó chẳng hạn ở đây tôi chạy con gigabyte này. Là con gigabyte chạy Win 7 này. Con gigabyte này là lâu lắm là nghe mọi người, năm 2007 xài biết tới bây giờ. Đó. Nha. Chạy cục ơ 8400 là đủ rồi. Đó. Đâu có cần là chẳng hạn như ở đây, ví dụ như mọi người tốt hơn thì mọi người chạy con này. Đó. Con này thì nó chạy được Win 10. Rồi tôi không chạy nó. Con này thì nó chạy được Win 10 nè. Như ở đây tôi đó tôi chạy con này tôi chỉ chạy được chạy cục Win 7 là đã đủ rồi. Cái cục Gigabyte ở 8400 chạy là đã đủ rồi. Rồi mọi người thấy ở đây tôi mở rất là nhiều tab. Thấy chưa? Thì mọi người cũng phải, nếu đã làm YouTube thì mọi người cũng phải đầu tư cho mình thêm một cái chiếc máy vi tính. Thì theo tôi nghĩ là nó bây giờ nếu mà ví dụ như cái con này nè, rồi mọi người mua đồ cũ, làm gì có đồ mới, mọi người mua đồ cũ thì đáp lại con này chưa tới 1 triệu bạc đó, chạy vô tư luôn đó. Thì theo tôi nghĩ là mọi người cũng phải đầu tư cho thêm cho mình một chiếc máy vi tính để các mọi người chạy giờ. Thì nếu mọi người muốn chạy giờ đó, như vậy thấy chưa, mọi người thấy chưa? Thì mọi người xem thêm cái bài viết của mình ở phần 1 đó thì nó rõ ràng hơn. Chẳng hạn như nè, ví dụ ở đây nè, mọi người thấy chưa, tôi chạy nè đó. Ví dụ như ta mở là nếu mà chạy giờ như vậy thì ta mở cửa sổ ẩn danh nha đó. Click vào mở cửa sổ ẩn danh, mở cửa sổ ẩn danh lên. Nhưng mở xong khi mở cửa sổ ẩn danh lên, ta bỏ cái này của nó đi, ta bỏ cái này của nó đi, đừng có để cái này của nó nghe, bỏ cái này nó đi. Rồi ta dán cái đường link, ta copy cái đường link của đó ta dán vào đây. Thì mọi người muốn rõ hơn á thì mọi người xem trong cái bài một của mình đó, cái bài chia sẻ bài một của mình đó, là mọi người rõ hơn về cái vấn đề mà sử dụng cái app ở cái trang này trên máy vi tính nha mọi người. Còn bây giờ mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trên những video lần sau. Nếu mọi người thấy có hay thì cũng nhớ cho mình xin một like, một đăng ký nhé mọi người. Chúc mọi người thành công và xin chào tất cả mọi người.